Uông Tiểu Phi, tay chơi hư hỏng nhất Trung Quốc và hôn nhân 48 ngày với Từ Hy Viên. Uông Tiểu Phi, một trong kinh thành tứ thiếu đình đám, tay chơi bậc nhất của đất nước tỷ dân một thời, yêu toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời, ông xã của nữ diễn viên nổi tiếng Từ Hy Viên. Cuộc đời của Uông Tiểu Phi là một chuỗi những điều bất ngờ, drama không kém gì các minh tinh showbiz, từ cậu bé nghèo khó đến kinh thành tứ thiếu. Uông Tiểu Phi sinh năm 1981 trong một gia đình công nhân bình thường ở Bắc Kinh. Không cam chịu cảnh nghèo khó, cha mẹ anh nắm bắt được thời cơ và nỗ lực xây dựng sự nghiệp. Vì quá bận rộn, họ gửi con trai mình cho cô và bà ngoại chăm lo nuôi dưỡng. Mãi đến khi việc làm ăn bắt đầu ổn định mới đón con về. Thế nhưng lúc này, mâu thuẫn giữa cha mẹ Uông Tiểu Phi liên tục bùng nổ và quyết định ly hôn. Lúc này sự nghiệp của bà Trương Lan, mẹ Uông Tiểu Phi cũng có bước tiến lớn. Bà sáng lập ra tập đoàn Tiếu Giang Lan và nhanh chóng trở nên giàu có. Năm 16 tuổi, Uông Tiểu Phi được mẹ đưa sang Pháp du học 6 năm. Sau khi về nước, anh đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành trong tập đoàn của gia đình, hưởng khối tài sản cực khủng từ mẹ 1,5 tỷ USD, khoảng 35.000 tỷ đồng. Chính vì lý do này, Uông Tiểu Phi được mệnh danh là kinh thành tứ thiếu, cùng với ba cậu ấm đỉnh đám khác là Vương Kha, chồng diễn viên Lưu Đào, Vương Thước, Uông Vũ. Những mối tình giang dở vì sự can thiệp của bà mẹ khó tính. Không phải người giàu có đẹp trai nhất trong kinh thành tứ thiếu, nhưng Uông Tiểu Phi lại được biết đến nhiều nhất nhờ các mối tình với mỹ nhân đình đám showbiz. Sau khi du học trở về, Uông Tiểu Phi rơi vào lứa tình với người mẫu xinh đẹp kém 7 tuổi Phùng Tịnh. Đây cũng là mối tình đầu của chàng thiếu gia họ Uông. Họ chia tay sau khi bí mật hẹn hò 3 năm. Có thông tin cho biết mẹ Uông Tiểu Phi phản đối con trai hẹn hò với cô gái này. Bà cho rằng Phùng Tịnh là người không có học vấn, bỏ học để theo nghề người mẫu, không môn đăng hộ đối với gia đình bà. Mối tình gây chú ý nhất với Uông Tiểu Phi là nàng Song Hye Kyo Trung Quốc Trương Vũ Kỳ. Họ quen biết trong một bữa tiệc nhờ sự mai mối của CEO Hoa Nghị Vương Trung Lỗi. Uông Tiểu Phi theo đuổi tình lữ nàng vô cùng nhiệt tình và nhanh chóng chiếm được trái tim người đẹp. Trong sinh nhật lần thứ 22 của Trương Vũ Kỳ, cặp đôi này bị phát hiện cùng nhau đi hẹn hò và có những cử chỉ cực kỳ thân mật bên nhau. Mối tình giữa người đẹp đại gia được công chúng hết mực chú ý. Năm 2009, Trương Vũ Kỳ, Uông Tiểu Phi chính thức công khai hẹn hò. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Uông Tiểu Phi lại dính tin đồn tình cảm với Trương Tử Di. Kể từ đây, mối tình tay tư của bốn người ngày càng gay cấn. Thời điểm đó, mỹ nhân họ Trương đang hẹn hò với tỷ phú Vivi Nevo. Vậy nhưng lại bị phát hiện đi spa với Uông Tiểu Phi tại một khách sạn lớn. Chưa kể khi còn ở Bắc Kinh, nàng hoa đá luôn ở bên Uông Tiểu Phi và mối quan hệ của họ kéo dài đến tận cuối năm 2009. Tuy nhiên, bất chấp lùm xùm, Trương Vũ Kỳ vẫn hạnh phúc khoe tình cảm của mình với chàng thiếu gia Bắc Kinh. Thậm chí cả hai còn bị bắt gặp ôm hôn nồng nhiệt ngay tại sân bay, phá tan nghi vấn ngoại tình. Khi Uông Tiểu Phi gặp tai nạn giao thông, Trương Vũ Kỳ sẵn sàng bỏ lại mọi công việc ở bên chăm sóc cho anh. Cảm động trước tình cảm của bạn gái, Uông Tiểu Phi quyết định dọn về sống chung với cô. Nhiều người cho rằng họ sẽ sớm về chung một nhà. Thế nhưng không bao lâu sau, tình cảm của họ bắt đầu gặp trục trặc. Cả hai đều là người nóng tính, khi cãi nhau thậm chí sẵn sàng động tay động chân. Truyền thông tiết lộ, lúc mâu thuẫn đến đỉnh điểm, cả hai lao vào tát nhau tới tấp. Thời điểm này, Trương Vũ Kỳ còn vướng phải tranh chấp lớn khác. Mỹ nhân vốn là con gà đẻ trứng vàng của Châu Tinh Trì, công ty quản lý không muốn cô kết hôn quá sớm. Trong khi hai bên tranh chấp về vấn đề vi phạm hợp đồng, Trương Vũ Kỳ phải chi trả khoản bồi thường khủng vì muốn rời khỏi công ty. Uông Tiểu Phi lại im hơi lặng tiếng, chẳng hề giúp đỡ người yêu. Không chỉ vậy, còn có tin đồn mẹ Uông Tiểu Phi cho Trương Vũ Kỳ 6 triệu tệ, 20,4 tỷ đồng, coi như phí chia tay để cô buông tha cho con trai bà. Không lâu sau đó, Uông Tiểu Phi và Trương Vũ Kỳ đường ai nấy đi sau một năm rưỡi sống chung. Một mỹ nhân đình đám khác rơi vào lưới tình của Uông Tiểu Phi là An Dĩ Hiên, thiên kim tiểu thư xứ Đài. Có thông tin cho biết cặp đôi này đã bí mật hẹn hò, nhưng cả hai đều không lên tiếng xác nhận. Khi trả lời phỏng vấn, An Dĩ Hiên nhiều lần khen ngợi Uông Tiểu Phi là người có tài hoa, có chí hướng khiến netizen nửa tin nửa ngờ về mối quan hệ của hai người. Hôn lễ bạc tỷ quá nhiều sóng gió. Giai thoại kể lại rằng, trong sinh nhật lần thứ 30, An Dĩ Hiên đã mời tỷ muội cũ của mình là đại S Từ Hy Viên đến tham dự. Tại đây, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi gặp gỡ và chúng tiếng sét ái tình với nhau. Nhiều người cho rằng đại S nững tay trên thiếu gia Bắc Kinh từ tay bạn thân. Kết quả, cặp đôi này nhanh chóng đính hôn trong sự ngỡ ngàng của dư luận. Ngày 16 tháng 11 năm 2010, Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên đăng ký kết hôn, chính thức nên vợ nên chồng. Như vậy, từ khi quen biết đến khi đăng ký kết hôn, cặp đôi này chỉ tốn 48 ngày. Khi đó, Uông Tiểu Phi 29 tuổi, Từ Hy Viên 34 tuổi. Nàng Sam Thái chia sẻ, ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã biết mình muốn kết hôn và sinh con cho Uông Tiểu Phi. Tôi là một người rất điên cuồng, tôi không nghĩ rằng Uông Tiểu Phi cũng điên không kém. Chúng tôi cứ như một đôi do trời đất tạo nên vậy. Lần thứ tư gặp mặt đã hứa hẹn cả đời với nhau, còn tăng nhẫn cho nhau, suýt nữa thì đi đăng ký kết hôn luôn. Sau khi cặp đôi này kết hôn, Trương Vũ Kỳ lạnh lùng bỏ đi khi bị phỏng vấn về tình cũ. Trong khi An Dĩ Hiên bị giới truyền thông bắt gặp ôm một người đàn ông khóc lóc giữa đêm khuya, không ít người suy đoán người đàn ông này chính là Uông Tiểu Phi. Cũng từ đó trở đi, tình chị em giữa An Dĩ Hiên và Từ Hy Viên hoàn toàn rạn nứt, không thèm nhìn mặt nhau suốt nhiều năm trời. Cuộc hôn nhân bất ngờ của Từ Hy Viên và chàng thiếu gia giàu có được dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, thay vì chúc phúc, cô lại nhận phải mưa gạch đá với nghi vấn là kẻ thứ ba chen chân vào mối tình giữa Trương Vũ Kỳ, Uông Tiểu Phi, nững tay trên của người chị em thân thiết An Dĩ Hiên và là kẻ tham tiền, sẵn sàng bỏ sự nghiệp để lấy chồng đại gia.
Không chỉ vậy, hôn lễ thế kỷ của họ cũng thị phi không kém. Có thể nói đây là một trong những đám cưới khủng nhất nhì showbiz khi gia đình nhà họ Uông quyết chơi lớn, thuê 564 phòng trong khách sạn 6 sao để phục vụ khách mời đến dự đám cưới trong vòng 3 ngày 3 đêm liên tiếp. Ước tính tổng chi phí váy cưới cho cô dâu và phù dâu, hoa cưới, thuê phòng, chi phí đi lại cho khách mời của đám cưới này tốn 6 triệu tệ, 20,4 tỷ đồng. Bị netizen chỉ trích vì hôn lễ quá xa hoa, lãng phí, mẹ Uông Tiểu Phi vội vàng tuyên bố bà và tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Vương Kiện Lâm là bạn bè, hôn lễ này do ông Vương tài trợ. Hơn nữa, số tiền thu được từ hôn lễ sẽ quyên góp để làm từ thiện. Ai ngờ Vương Tư Thông, con trai Vương Kiện Lâm lập tức lên tiếng bóc phốt rằng bà Trương Lan và bố anh chưa từng gặp mặt, nghi ngờ nhỏ Uông quyệt tiền từ thiện, đẩy cặp vợ chồng son lên đầu sóng ngọn gió. Hôn nhân đầy thị phi của vợ chồng Uông Tiểu Phi với mẹ chồng độc đoán. Sau khi kết hôn, Từ Hy Viên phải đối mặt với mẹ chồng khó tính. Khi có tin đồn Từ Viên vô sinh không thể mang thai, mẹ chồng cô đã lên tiếng, không mang thai được thì ly hôn, không phải do dự gì cả, gây chấn động làng giải trí. Cuối cùng để mang bầu, Từ Hy Viên phá vỡ thói quen ăn chay suốt mười mấy năm của mình, bị mẹ chồng bắt ăn thịt, sau đó vừa ăn vừa nôn, mãi đến khi sinh được con, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới dần được cải thiện. Không chỉ vậy, chỉ nửa năm sau khi kết hôn, Lữ Uyển Nhu, mẫu nữ có vòng một khủng từng lén lút qua lại với Uông Tiểu Phi khi anh hẹn hò với Trương Vũ Kỳ, cho biết thiếu gia họ Uông từ ngoại tình sau lưng Từ Hy Viên. Cuộc hôn nhân chấp nhoáng của họ thực chất là một cuộc liên hôn, ý nói kết hôn vì lợi ích do mẹ Uông Tiểu Phi sắp đặt. Thời điểm đó, tập đoàn của bà muốn gia nhập thị trường Đài Loan, Từ Hy Viên là một ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn ở đây. Trước tin đồn này, nàng Sam Thái cho biết Uông Tiểu Phi đã nói rõ mọi việc với mình, nhưng khi được hỏi chàng thiếu gia họ Uông nói gì, cô lại tỏ vẻ ấp úng. Bao nhiêu lần dính scandal thị phi, Uông Tiểu Phi không lên tiếng, mặc cho mẹ và bà xã đứng lên bảo vệ mình. Trước áp lực dư luận chỉ trích anh là người chồng nhu nhược, thiếu gia Bắc Kinh bèn xây dựng một khách sạn ở Đài Loan, đặt tên là S Hotel, bày tỏ tình yêu với bà xã. Cuộc sống hiện tại đầy biến cố. Mấy năm gần đây, Uông Tiểu Phi thay đổi tích cực, gần như không dính bất cứ tin đồn tình cảm nào, xây dựng hình ảnh người chồng, người cha tốt trong lòng khán giả. Khi Từ Hy Viên bị netizen chỉ trích, anh sẵn sàng lên tiếng bảo vệ, bà xã của tôi là số 1, vợ tôi thích thì tôi chiều, gia đình hạnh phúc viên mãn, có cả con trai lẫn con gái của Uông Tiểu Phi khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Thế nhưng tập đoàn của gia đình Uông Tiểu Phi đầu tư thất bại, thua lỗ nặng nề, chàng thiếu gia đình đám năm nào thường xuyên dính tin đồn phá sản, nợ nần, thậm chí Từ Hy Viên còn phải bán hai căn biệt thự cao cấp để giúp đỡ chồng. Có thông tin cho biết cô phải gấp rút quay trở lại showbiz ngay sau khi mới xảy thai lần 3 là vì trả nợ cho nhà ông xã. Cách đây không lâu, Uông Tiểu Phi bị phát hiện say khướt, ôm vào quàng vai một cô gái lạ tại quán bar, làm dấy lên nghi vấn ngoại tình. Mặc dù thiếu gia này nhanh chóng lên tiếng bác bỏ tin đồn, nhưng netizen vẫn nửa tin nửa ngờ. Đặc biệt ngay sau đó, nàng Sam Thái khiến dư luận phải suy ngẫm khi mua liền một lúc hơn 700 đôi giày hàng hiệu đắt tiền. Không ít người cho rằng đây là màn trừng phạt cực khéo của Từ Hy Viên đối với chồng. Ngoài ra, việc trọng nữ khinh nam trong gia đình Uông Tiểu Phi cũng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ái nữ đầu lòng Tiểu Nguyệt Nhi được vợ chồng Uông Tiểu Phi cưng chiều hết mực, thế nhưng đối với quý tử, chàng thiếu gia này dường như lại chẳng mấy quan tâm. Trên mạng xã hội, anh chỉ khoe những khoảnh khắc ngọt ngào bên con gái mà quên bẵng quý tử. Cuộc sống của hai vợ chồng có thể đánh giá là nhiều thăng trầm và biến cố. Truyền thông càng cố gắng khai thác thông tin về việc làm ăn của Uông Tiểu Phi và mẹ chồng, anh lại càng phủ nhận và cố chứng minh gia đình vẫn ổn. Cho đến tận bây giờ, công chúng vẫn rất lo lắng cho cuộc sống hào môn của đại S bên ông xã thiếu gia Bắc Kinh.